Top 4 sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nên dùng tại Việt Nam. Cuối video có một lưu ý quan trọng dành cho các bạn, chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu các sàn giao dịch uy tín nhé. 1. Remitano. Remitano là một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế có trụ sở tại Singapore. Sàn giao dịch này được thành lập vào năm 2014 và hiện đang cung cấp dịch vụ cho hơn 35 quốc gia, bao gồm Việt Nam. Remitano hỗ trợ giao dịch Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether và một số loại tiền điện tử khác. Remitano có một số ưu điểm như là một sàn giao dịch uy tín, được nhiều người dùng Việt Nam tin tưởng. Hỗ trợ giao dịch nhiều loại tiền điện tử phổ biến. Có mức phí giao dịch cạnh tranh. Cung cấp nhiều phương thức thanh toán thuận tiện. 2. Binance. Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Manta. Sàn giao dịch này được thành lập vào năm 2017 và hiện đang cung cấp dịch vụ cho hơn 180 quốc gia, bao gồm Việt Nam. Binance hỗ trợ giao dịch hơn 1.000 loại tiền điện tử khác nhau. Binance có một số ưu điểm như là một sàn giao dịch lớn, có tính thanh khoản cao. Hỗ trợ giao dịch nhiều loại tiền điện tử. Cung cấp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật. Có tính năng margin trading và giao dịch phái sinh. 3. Huobi. Huobi là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, có trụ sở tại Seychelles. Sàn giao dịch này được thành lập vào năm 2013 và hiện đang cung cấp dịch vụ cho hơn 170 quốc gia, bao gồm Việt Nam. Huobi hỗ trợ giao dịch hơn 1.000 loại tiền điện tử khác nhau. Huobi có một số ưu điểm như là một sàn giao dịch lớn, có tính thanh khoản cao. Hỗ trợ giao dịch nhiều loại tiền điện tử. Cung cấp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật. Có tính năng margin trading và giao dịch phái sinh. 4. MEIC Global. MEIC Global là một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, có trụ sở tại Seychelles. Sàn giao dịch này được thành lập vào năm 2018 và hiện đang cung cấp dịch vụ cho hơn 200 quốc gia, bao gồm Việt Nam. MEIC Global hỗ trợ giao dịch hơn 1.000 loại tiền điện tử khác nhau. MEIC Global có một số ưu điểm như là một sàn giao dịch lớn, có tính thanh khoản cao. Hỗ trợ giao dịch nhiều loại tiền điện tử. Cung cấp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật. Có tính năng margin trading và giao dịch phái sinh. Trên đây là top 4 sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nên dùng tại Việt Nam. Khi lựa chọn sàn giao dịch, bạn cần cân nhắc các yếu tố như uy tín của sàn giao dịch, bạn nên lựa chọn các sàn giao dịch có uy tín, được nhiều người dùng tin tưởng. Danh mục tiền điện tử, bạn nên lựa chọn sàn giao dịch hỗ trợ giao dịch các loại tiền điện tử mà bạn quan tâm. Phí giao dịch, cạnh tranh. Trong top 4 các sàn giao dịch trên, nếu lựa chọn giữa MEIC Global với sàn giao dịch Gate, tôi sẽ chọn sàn giao dịch Gate.kh. Ông phải vì MEIC Global không uy tín trong giao dịch, chỉ vì vụ lùm xùm với hoa hồng của đối tác quảng cáo cho MEIC mà tôi không thích sử dụng sàn giao dịch MEIC Global.